Kính thưa các anh, các triệu viên, kính thưa các những người trình bày hôm nay, bây giờ cũng đã đến giờ rồi thì là tôi cũng xin phép thay mặt nhóm chuẩn bị hậu cần cho cái khóa đào tạo hôm nay thì là chính thức giới thiệu sơ qua về ngày học thứ hai của khóa đào tạo về phương tiện điện tại Hà Nội. Excuse me, it may have some English participant or lecturers, but may I introduce and talk by the Vietnamese for the Vietnam Miss participant to easy to understand and follow the content of the training today. Như chúng ta đã biết thì ngày hôm qua thì chúng ta đã học qua về cái các cái nội dung có liên quan đến vùng phát thải thấp, thế nào là vùng phát thải thấp, và trong đấy thì chúng ta cũng đã nhấn mạnh rằng phát triển chuyển phương tiện xe điện là một trong những giải pháp rất là thiết yếu để mà chúng ta có thể là giảm thiểu cái phát thải khí nhà kính, cũng như là một trong những giải pháp quan trọng cho cái việc mà phát thải quy hoạch các cái vùng phát thải thấp. Hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe qua là các cái cơ sở khoa học, các cái cơ sở pháp lý và cũng như là các cái khó khăn, cái vướng mắc và thuận lợi đối với Việt Nam, đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà quy hoạch các vùng phát thải thấp. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy từ những bài học kinh nghiệm trên thế giới rằng quy hoạch các cái vùng phát thải thấp đấy là một trong những cái nhu cầu thiết yếu và những cái định hướng thiết yếu mà các cái đô thị Việt Nam có thể phải thực hiện trong cái thời gian sắp tới. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần kỹ thuật hơn, đấy là cái phần chủ yếu nói đến các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, các cái yêu cầu về kỹ thuật đối với cái việc mà vận hành này, thử nghiệm này và bảo trì đối với phương tiện điện. Thế thì trước khi bắt đầu các cái nội dung đào tạo của ngày hôm nay thì là tôi cũng xin nói lại một số cái quy tắc cần thiết cho dành cho cái phòng họp ngày hôm nay. Thế thì là thứ nhất thì là chúng ta cũng hiểu rằng là toàn bộ những cái nội dung hôm nay thì sẽ được ghi âm và toàn bộ cái tài liệu ấy thì và cũng bao gồm cả cái tệp ghi âm trong khóa học của ngày hôm nay thì sẽ được cung cấp trên cái website của dự án Solution Plus, và chúng ta sau này chúng ta có thể truy cập và để lấy thông tin từ đấy. Và cũng là do cái phòng họp có rất nhiều cái người tham dự, và chúng tôi cũng xin phép là tắt các cái tính năng về mic và video, do nếu mà trường hợp mà các anh các chị mà có câu hỏi hay có thắc mắc gì cần đặt cho học viên bất kỳ cái thời điểm nào thì chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Thứ nhất là chúng ta có thể đóng góp ý kiến vào cái hộp chat phía dưới màn hình, hoặc là chúng ta có thể giơ tay thì là và sau đấy thì bên bộ phận kỹ thuật sẽ cho phép chúng ta phát biểu. Và cái nội dung tiếp theo nữa là để tiện các cái hoạt động trao đổi sau này thì cũng rất mong muốn các học viên tham gia sẽ đặt tên của mình theo đúng cái tên mình tham gia và mình đăng ký tham gia, sau đấy thì để chúng ta dễ dàng trao đổi sau này. Do là không có cái dịch vụ phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại trong cái buổi họp hôm nay, thì sau buổi họp thì chúng ta sẽ có một cái tóm tắt nội dung cơ bản đối với cái từng bài trình bày bằng tiếng Anh để cho các học viên có thể là nắm bắt được những ý chính. Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về, chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ thảo luận về cái nội dung là quản lý vận hành đối với cái phương tiện điện, cái phương tiện giao thông vận tải điện đấy. Thế thì là trong đấy thì là các cái nội dung thì chúng ta sẽ có bốn cái nội dung chính mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghe về các cái khác biệt kỹ thuật đối với vận hành kiểm định giữa phương tiện giao thông truyền thống mà chúng ta đang sử dụng đấy ạ, và cái phương tiện điện thì như thế nào. Thì cái nội dung trình bày này sẽ do
tiến sĩ Lê Văn Nghĩa của Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện trình bày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe về và sẽ thảo luận về các cái tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động kiểm tra và bảo trì đối phương tiện giao thông điện nói chung. Cái nội dung này thì sẽ do tiến sĩ Vittorio Ravello trình bày và giới thiệu với chúng ta. Cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu kỹ thuật đối với ắc quy thì là như thế nào, và các cái chính sách, các cái yêu cầu an toàn đối với việc bảo trì, kiểm tra hay là đối với các cái quy trình thu hồi, tái chế, tái sử dụng và bình ắc quy của xe điện như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe từ Dr. Horizon Gatineau trình bày. Và cuối cùng nữa thì chúng ta sẽ có một cái bài rất là thú vị là phân loại xe, thì là theo các cái phân loại xe phương tiện và các cái yêu cầu về tương đồng của châu Âu như thế nào đối với cái phương tiện điện. Thế thì bài này thì sẽ do Christian Rodri Guez trình bày. Thực tế ra thì làm theo thiết kế ban đầu thì sẽ có một cái phiên thảo luận về các cái việc mà xây dựng các cái tiêu chuẩn liên quan ở Việt Nam. Tuy nhiên thì là Tổng cục Đường bộ, ở Tổng cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giao thông Việt Nam thì hiện tại không thể tham gia được. Và chúng ta có thể chuyển cái nội dung này thành cái nội dung thảo luận của buổi học ngày hôm nay. Trước lúc đi đến các bài trình bày thì là tôi cũng muốn các học viên tham gia một cái quiz nhanh, cái test nhanh, đáng là chúng ta có thể là đi vào cái hội chatbook để chúng ta trả lời một vài câu hỏi của ban tổ chức, là xem thử là chúng ta làm nghề nghiệp gì, ở đâu, như thế nào. Thì xin mời các anh chị. Hi Nas, now we go to the Slido quiz. So please have me to conduct this one. Đối với cái nội dung này thì là cái khóa đọc, các anh các chị sẽ nhìn thấy ở cái hộp chatbox ấy, sẽ có một cái đường link để chúng ta đi vào cái nội dung trả lời câu hỏi. Thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn là về chúng ta làm cho tổ chức nào, thì là sẽ bao gồm có làm cho chính phủ này, làm cho chính phủ, làm cho các cơ quan quản lý địa phương, làm cho cơ quan quản lý trung ương, hoặc làm cho các cái tổ chức viện nghiên cứu hay trường đại học, hay làm cho các tổ chức quốc tế, hay là làm cho cái khối tư nhân, hoặc là các cái tổ chức phi chính phủ chẳng hạn. Thế thì các chị sẽ có 2 phút để thực hiện cái nội dung này.
Tức là còn thời gian này hết rồi thì là chúng ta có thể kết thúc cái that's finish Can you see my screen? Not Not yet. yet. Yes.